Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 24 tháng 6 và kính chúc quý vị có một tuần mới bình yên. Thưa quý vị, chuyện vui đầu tuần. Chúng tôi vừa đọc thấy trên tờ Thanh Niên uh, câu chuyện là trời mưa mà tưới cây thưa quý vị và dù trời mưa tầm tã nhưng mà tưới thì vẫn tưới. Đó là một cái đoạn video clip được mạng xã hội lan truyền ngày hôm nay cho thấy hình ảnh một công nhân đứng phía sau chiếc xe bồn chở nước đang tưới cây trên đường nguyễn trãi đoạn qua quận thanh xuân hà nội dù trời đang mưa rất là lớn hình ảnh này sau khi được lan truyền trên mạng xã hội thì dư luận người ta phản ứng rất là nhiều nhiều người cho là việc tưới cây giữa trời mưa lớn là không cần thiết lãng phí nguồn lực và tiền bạc thì sáng ngày hôm nay báo tuổi trẻ đã dẫn lời lãnh đạo văn phòng sở xây dựng hà nội cho biết là giới chức sẽ đi kiểm tra rồi lãnh đạo này cũng nói là sẽ chỉ đạo nhắc nhở luôn toàn bộ công nhân trên địa bàn thành phố về sự việc này vì trời mưa mà đi tưới cây thì người dân người ta nói là phải đó là câu chuyện gây xôn xao mà phải nói là khá là buồn cười đầu tuần ngày hôm nay nhưng mà có một cái câu chuyện khác thưa quý vị cũng gây xôn xao có lẽ là không kém nếu không muốn nói là dân tình người ta sửng sốt vì mức độ phi tường của câu chuyện này đó là tấm bằng tiến sĩ luật của Thượng tọa Thích Chân Quang. Bởi vì năm 2019, sư Thích Chân Quang tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức. Thế nhưng năm 2021, chỉ 2 năm sau thôi, thì ông lại nhận bằng tiến sĩ luật cùng tại trường đại học luật của Hà Nội. Và dư luận bây giờ người ta hoài nghi, người ta hoài nghi về cái bằng tiến sĩ luật được cấp tốc hành như thế này của sư Thích Trân Quang và bằng cách nào mà chỉ trong vòng 2 năm vừa tốt nghiệp đại học xong là có ngay bằng tiến sĩ. Giải thích về điều này thì ông Tô Văn Hòa là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục Đào tạo thì đối tượng học lên tiến sĩ thì bao gồm có cả cử nhân và bao gồm thạc sĩ Trong đó đối tượng cử nhân phải tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên thì sẽ được học thẳng lên tiến sĩ à, Thầy ông Hòa này nói là Phó Hiệu trưởng nói thượng tọa thích chân quang học cử nhân tốt nghiệp loại giỏi và học thẳng lên trình độ tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính lý giải vì sao mà thượng tọa thích chân quang nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ sớm như vậy thì hiệu phó của trường cho biết có hai lý do thứ nhất thượng tọa thích chân quang học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ thứ hai làm xong sớm luận án và bảo vệ luận án tiến sĩ sớm. Và lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội cũng cho biết là nhà trường đang ra soát hồ sơ và sẽ có văn bản báo cáo chi tiết liên quan đến sự việc trên. Nhưng mà trong thời gian này nè thì um, giáo sư Nguyễn Minh Đoan, người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho Thượng tọa Thích Chân Quang có đưa ra lời cảnh báo công luận. Và ông nói là trong cái thời gian mà đợi trường ra soát lại rồi sẽ có cái văn bản báo cáo đó thì các Facebook hãy thận trọng và cân nhắc kỹ trước khi bình luận không xúc phạm đến danh dự tổ chức cá nhân, đừng tự đưa mình vào trạng thái như là bà Nguyễn Phương Hằng, bà chủ của công ty Đại Nam. Đó là lời nhắc nhở của vị giáo sư hướng dẫn luận án cho sư Thích Chân Quang nói như vậy. Có một điều là bây giờ người ta mới bắt đầu lần lại những cái quy định của trường được đưa ra. Năm vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội ra quyết định là nói là yêu cầu thời gian đào tạo tiêu chuẩn quy định đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ cùng nhóm là 3 năm. Còn thời gian đào tạo tiêu chuẩn đối với nghiên cứu sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ cùng nhóm ngành là 4 năm. Và vì vậy dư luận rất là hoài nghi tại sao sư thích chức của chân quan có thể đi từ đại học lên tiến sĩ và chỉ trong một cái thời gian thần tốc là hai năm mà thôi và vừa rồi mới gần đây nhất có vẻ như sư Thích Chân Quang đang gặp những cái vận rung rủi đó khi mà vào cuối tuần vừa qua, ông vừa bị cấm giảng pháp dưới mọi hình thức và không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng 2 năm. Và dư luận nói nếu mà như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của sư Thích Chân Quang. Đó là câu chuyện về một vị sư đã từng gây ra rất nhiều những cái sự gọi là tin tưởng và sùng bái của đám đông quần chúng ở Việt Nam thưa quý vị. Một câu chuyện khác chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin sau tuần vừa rồi đến với Việt Nam đến Hà Nội và được trải thảm đỏ đón tiếp rất là long trọng. Ông Putin đã rời đi nhưng mà những cái dư âm của nó vẫn còn lại và Trung Quốc thì nói gì về quan hệ Việt Mỹ sau khi ông Putin đến Hà Nội? Tờ Hoàng Cầu Thời Báo người ta đưa ra cái câu như thế này: trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine đang diễn ra, thì Việt Nam không có tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào cuối tuần trước, nhưng mà hồi đầu tuần vừa rồi đã cử một thứ trưởng ngoại giao tham dự cuộc họp BRICS tại Nga. Thì tờ Hoàn Cầu thời báo là loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói trong một bài xã luận đưa ra. Họ nói là như vậy thì có cho thấy là Washington đã không thể ngăn cản sự tiến bộ không ngừng của hợp tác Nga-Việt và rằng Việt Nam không chịu cúi đầu trước áp lực của phương Tây. Và tờ này cũng dẫn lại những cái chuyện như là Việt Nam đã không bỏ phiếu ủng hộ những cái nghị quyết do Mỹ dẫn đầu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để lên án cuộc xâm lược Nga và Ukraine trước đây. Thì quý vị cũng biết dòng thời sự chúng tôi đã thưa là ngay khi ông Putin vừa rời Hà Nội thì Thứ trưởng Ngoại giao là ông Daniel Christenbrink là chuyên đặc trách những cái vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương đã ngay lập tức cũng đến Việt Nam và trong cái chuyến đi này thì ông cũng khẳng định cái mối quan hệ Việt Mỹ nhưng mà ông có lặp lại những cái lo ngại là việc là Putin đã đến được Việt Nam và đi tự do đi lại các nước trên thế giới thì như vậy những cái chuyện mà ông Putin gây ra ở Ukraine á, nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì hết và trong một diễn biến khác có liên quan thưa quý vị thì vào sáng ngày hôm nay tổng thống nga vladimir putin vừa gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo việt nam vì đã đón tiếp ông nồng hậu và thể hiện lập trường cân bằng về cuộc khủng hoảng ukraine ông nói điều này ngay cả trước cái chuyến đi ông đặt chân đến hà nội đăng một cái bài xã luận trên tờ báo nhân dân và khen ngợi là việt nam có lập trường trung lập trong cái cuộc chiến này thì đó là những cái uh, dòng thời sự về chuyện là mối quan hệ việt mỹ có ảnh hưởng hay không? Sau chuyến thăm của ông Putin đến Hà Nội và Trung Quốc khẳng định rằng Việt Nam không bị ảnh hưởng chi hết trước những cái đòn ảnh trước những cái đòn mà ra cố sức chèo kéo và áp lực của bên Mỹ và phương Tây. Một câu chuyện nữa thưa quý vị nhân nói về cuộc chiến tranh Nga và Ukraine thì vào sáng ngày hôm nay, Nga vừa triệu tập đại sứ Mỹ sau vụ Ukraine vừa tấn công vào Crimea và sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất và nói theo bên phía bộ ngoại giao của Nga tố cáo đó là cái việc tấn công này đã gây ra cái chết cho bốn thường dân của Nga, trong đó có hai trẻ em và 151 người bị thương. Phát ngôn viên của điện Kremlin là ông Dmitry Peskov vừa mới khẳng định là Mỹ chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này vì cuộc tấn công đã giết hại trẻ em nga và bộ ngoại giao của nga cũng nói rằng là nước này sẽ trừng phạt những người đứng sau nhưng chưa đưa ra biện pháp cụ thể nào hết nga cho là cái chiến sự ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất và tổng thống putin nhiều lần cảnh báo là sẽ xảy ra cái cuộc chiến với quy mô lớn hơn với việc là mỹ đã bắt đầu cho ukraine sử dụng vũ khí do mỹ viện trợ để mà tấn công vào một số những cái lãnh thổ của nước nga và nga cho là đây là cái bước tiến xa hơn và nó sẽ làm cho căng thẳng giữa Nga và phương Tây hơn bao giờ hết thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện về cái chiến sự giữa Nga và Ukraine đến bây giờ sau 3 năm vẫn chưa có hồi kết. Trở lại với nước Mỹ. Cựu tổng thống Donald Trump vào ngày hôm thứ hai hôm nay trong cái nỗ lực là gây quỹ và tranh cử, quý vị đã biết rằng là ông Trump đã đánh bại cái uh, lợi thế của bên phía ông Biden. Tổng thống Biden trong cái chuyện là gây quỹ bởi vì hồi tháng 5 ông Trump đã gây quỹ được nhiều hơn là ông Biden. Và vào sáng thứ hai ngày hôm nay, bên phía chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống 45 gửi ra một cái email kêu gọi mọi người hãy tiếp tục đóng góp quỹ để cho cái con đường chạy vào tòa bạch ốc của mình được thuận lợi hơn. Trong cái email gửi ra cho những người ủng hộ có nội dung như thế này. Ông nói rằng là tôi muốn mọi người phải nhớ rằng Họ đã làm gì đối với tôi? Họ đã tra tấn, ông dùng từ torture, họ đã tra tấn tôi trong nhà tù ở quận hạt Fulton County ở tiểu bang Georgia và bắt tôi với chụp hình mất shot. Và mọi người biết không, tôi đã để cái tấm hình mất shot đó lên trên những cái cấp để bán ra và tôi muốn mọi người cả thế giới này phải biết rõ là họ đã làm gì đối với tôi đó là nội dung trong cái email gây quỹ vừa được gửi ra vào sáng ngày hôm nay. Quý vị nhớ là ở Georgia có cái vụ truy tố hình sự đối với ông Trump và 18 đồng phạm trong cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Và cũng cái chuyện mà truy tố hình sự này nè mà ông Trump gần như là người đầu tiên người đầu tiên trong quá khứ, trong hiện tại của lịch sử nước Mỹ là tổng thống mà phải chụp hình mất sót như thế này. Việc chụp hình mất sót diễn ra trong vòng 20 phút vào sáng ngày hôm đó đó ông Trump theo được đoàn mô tô chở đến nhà tù quận hạt Fulton County rồi ông chụp hình mất shot vỏn vẹn trong 20 phút và sau đó ông đã bán những cái cấp những cái mớt và những cái hình mà ông chụp ngay tại nhà tù Fulton County này và gây quỹ được với số tiền rất là lớn và hôm tháng 5 thì ông đã dùng từ là họ đã tra tấn tôi và sáng ngày hôm nay ông lại tiếp tục kêu nói mọi người rằng chính ông cựu tổng thống 45 và là ứng cử viên tổng thống cho cái cuộc bầu cử sắp tới đã bị tra tấn trong nhà tù quận hạt Fulton County như thế nào. Thì đó là câu chuyện về cựu tổng thống sáng nay. Nhưng mà nó có những cái rắc rối pháp lý đối với cựu tổng thống Trump vẫn diễn ra trong cuối tuần vừa qua. Cái hồ sơ mà công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố ông Trump hai cái hồ sơ mật ở tài liệu mật ở Malago và đảo ngược kết quả bầu cử liên bang đó thì quý vị đã biết là cả hai cái phiên tòa này đều đang lơ lửng giữa tầng mây và chưa biết đến khi nào mới xảy ra riêng cái vụ hồ sơ mật do chánh án Island Cannon một người do cựu tổng thống Trump bổ nhiệm vào năm 2020 thì đang tổ chức những cái phiên tòa diễn ra 3 ngày từ thứ sáu và ngày hôm nay vẫn tiếp tục và thay vì tập trung vào nhân vật bị truy tố và là bị cáo trong cái câu chuyện này là cựu tổng thống Donald Trump thì những ngày gần đây cái phiên tòa do bà Eileen Cannon chủ trì lại tập trung nhân vật đặt ông Jack Smith công tố viên đặc biệt và là đại diện cho bên công tố đó lên cái vị trí trung tâm và bây giờ xoay quanh cái câu chuyện là liệu ông Jack Smith có đủ điều kiện để mà truy tố đối với cựu tổng thống Trump hay không? trong cái hồ sơ do bên biện hộ là đại diện cho ông Trump đưa ra tòa đó nói rằng là ông Merrick Garland bộ trưởng tư pháp không có được chỉ định ông Jack Smith trở thành công tố viên và truy tố cựu tổng thống như thế này nói cách khác ông Jack Smith không đủ điều kiện để mà truy tố đối với ông Trump Thế thì trong cái hồ sơ gửi ra tòa vào ngày hôm Chủ nhật, ngày hôm qua, ông Jack Smith đã đánh bật những cái quan điểm này. Ông nhắc lại Ông nhắc lại cái ý là bên phía pháp lý, nhóm pháp lý của ông Trump có nói rằng là cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời ông Trump là ông Bill Barr chỉ có chỉ định công tố viên đặc biệt trong cái trường hợp là những cái nhân vật được đề cử đó phải do Thượng viện thông qua, còn ông Trump Smith là chưa được Thượng viện thông qua thì ông Trump Smith đã gửi đơn ra tòa và đánh bật cái quan điểm này, ông nói không đúng. Đã có 3 trường hợp ông Bill Barr, cựu bộ trưởng tư pháp dưới thời ông Trump, bổ nhiệm ba công tố viên đặc biệt và ba nhân vật đó không có được thuận viện chuẩn thuận. Ví dụ như năm 1991 một trường hợp, năm 1992 một trường hợp. Và cái trường hợp cuối cùng là gần đây nhất, năm 2016. Ông cựu bộ trưởng tư pháp Bill Barr đã chỉ định công tố viên đặc biệt ông John Durham để điều tra là Liệu Nga có can thiệp vào cái cuộc bầu cử năm 2016 hay không và công tố viên đặc biệt này đã không được thượng viện thông qua và vì lý do đó, ông Charles Smith nói rằng là ông Bộ trưởng Tư pháp hiện tại là ông Merrick Garland hoàn toàn theo luật có thể bổ nhiệm ông Charles Smith và không cần phải thượng viện thông qua, cho nên ông đủ tư cách để mà có thể truy tố cựu tổng thống Trump. Vào vào hôm thứ Sáu một lần nữa Jack Smith lại yêu cầu tòa hãy ban hành lệnh gag order, lệnh bịt miệng, không cho ông Trump tấn công vào nhân chứng và nhóm công tố. Họ viện dẫn ra trường hợp là vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, có một người đàn ông ở Texas nói rằng mình là ủng hộ viên của ông Trump và tuyên bố và đòi là tấn công vào cái nhóm FBI và nói rằng nếu như mà ông Trump thắng cử FBI toàn bộ những cái người mà điều tra và truy tố ông Trump đó sẽ bị vô tù. Còn nếu như ông Trump thua cử thì họ sẽ tiến hành phanh thay và hành quyết những cái nhân viên công lực FBI. Vì lý do này ông Trump Smith nói là tòa không thể chần chừ hơn nữa, không thể mà đợi đến uh, mất bò mới lo làm chuồng và lúc đó những sự kiện thảm khốc nó có thể xảy ra thì mới có những cái hành động tương ứng. Tuy nhiên giới chuyên gia về luật nói rằng là có lẽ hành động của ông Jack Smith chỉ như nước chảy chỗ trũng không có đem lại một cái tác dụng nào hết bởi những cái phiên tòa trước đây như ông chánh án hoan merchin trong cái hồ sơ xử um vụ trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniel ở Manhattan cũng đã từng đưa ra những cái lệnh các order bịt miệng nhưng mà rồi cuối cùng cũng không ăn thua. Ông Trump vẫn tiếp tục chỉ trích và tấn công những cái người công tố viên cũng như là nhân chứng. Thì đó là lập luận và những cái tranh cãi đang diễn ra ở phiên tòa và một lần nữa phiên tòa hồ sơ mật ở Malago vẫn cứ đang tranh cãi những vấn đề nó không có thuộc về cái nội dung mà bên công tố đưa ra. Và vì vậy không biết khi nào phiên tòa này mới bắt đầu chính thức diễn ra thưa quý vị. thì đó là những gì liên quan đến cựu tổng thống. tin tức cuối cùng của ngày hôm nay liên quan đến một thảm kịch vừa xảy ra ở Việt Nam. nó chỉ là một cái mẫu chuyện trên mặt báo và nó như bao nhiêu phận người nghèo và có những cái thảm kịch xảy ra mà mỗi ngày chúng ta được biết. nhưng mà chúng tôi vẫn chọn để gửi đến quý vị phải nói là đây là một cái sự kiện rất là đáng thương xảy ra đối với một gia đình nghèo. vào ngày hôm nay Tờ Thanh Niên có nói là một cái vụ cháy xảy ra ở Đà Lạt vào sáng sớm mà làm cho ba cháu bé là ba anh em ruột từ 1 tuổi cho đến 6 tuổi tử vong. Thì công an của thành phố Đà Lạt vào cuộc và điều tra, họ thấy là ngay tại một cái công trình xây dựng ở Đà Lạt thì một người phụ nữ là 52 tuổi đi vào đây và làm thuê, làm kiểu như công nhân hồ xây dựng đó. Thì vào ngày 23 tháng 6, người con gái của bà phụ nữ này bà bà mẹ bà là 52 tuổi thì người con gái mới dắt díu ba đứa cháu nhỏ để mà đi vô cái công trình này để mà thăm bà ngoại đang sinh sống ra sao thì khi mà ở chung trong cái phòng đó, thưa quý vị thì sáng ngày hôm sau người bà ngoại thì đi làm người mẹ thì ở nhà nấu ăn cho ba đứa nhỏ nhưng mà khi vì thiếu sữa cho nên đi ra ngoài mua sữa đã khóa trái cửa phòng lại nhưng mà lúc mà khóa cửa phòng như vậy bà mẹ quên rằng là trong phòng mình đang bật bếp ga để nấu ăn cho con nhưng mà quên tắt bếp ga và đi mất và cuối cùng xảy ra là những người chung quanh nghe tiếng la hét dữ dội của ba đứa nhỏ và thấy cái căn phòng nó bốc cháy như nguồn ngụt, ngụt nhưng mà không thể nào để mà phá cửa để mà vào bên trong để mà cứu ba bé và cuối cùng ba cháu nhỏ đã bị tử vong một cách rất là bi thảm như thế này và công an đã kết luận là chính người mẹ đã khóa trái cửa phòng mà lại bật bếp ga ở bên trong và cuối cùng dẫn đến cái thảm kịch như vậy người ta nói người nghèo lại gặp cái eo tiếng la hét của ba cháu nhỏ uh, trên một cái phận nghèo của một người mẹ người bà mà đi làm thợ hồ như thế này rất là đáng chưa xót và đây là một cái trường hợp thương tâm như bao phận người nghèo ở trong xã hội Việt Nam hiện nay và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại